Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chỉ của shop Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành, không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Anh em xem tham khảo thì anh em bỏ ra 1-2 phút xem hết video và ấn đăng ký kênh giúp em. Thì hôm nay làm chương trình khuyến mãi là anh em mua 1 ký em tặng kèm theo 3 lạng nha anh em nhé. Mua 1 ký tặng kèm theo 3 lạng. Đấy, giá siêu rẻ luôn cho anh em. Bao gồm hàng lấm 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38. Hàng mô tò. Đấy, bao gồm những loại đấy. Mua 1 ký tặng 3 lạng cho anh em. Đấy, thì anh em tùy theo anh em 3 lạng đấy, anh lấy loại lấm cũng được mà xuyên phá cũng được, mô tò cũng được. Đấy. Thì ở trong kho hôm nay sản xuất thì cũng quay luôn cái quy trình đóng máy bên nhà em. Thì đây là cái kẹo chì đóng máy hàng ngoại 1 bên nhà shop. Loại này thì cứ bao test luôn cho anh em là từ cự ly là 80m vụt cò. 80m vụt cò anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đến chất lượng rồi, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái mẫu này thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì luôn đi đôi với chất lượng nó sẽ kém hơn hàng đắt. Đấy, đây là motor này. Đấy, thì nhà em thì chuyên sản xuất có cả hàng đóng máy và cả hàng đóng tay phục vụ anh em. Thì những cái hàng này thì thợ làm ra thì bây giờ cũng gần Tết rồi thì muốn bán nhanh, bán tháo để thu hồi vốn. Đấy, thì bây giờ cũng hết vụ rồi. Đấy, nhu cầu anh em dùng thì cũng ít dần. Đấy, thì tùy từng khu thôi. Đây là cái quy trình đóng máy bên nhà em. Đấy, thao tác nó rất chi là dễ dàng luôn. Sản lượng một ngày làm ra khoảng tầm 3-40 cân. Đây là thành phẩm này. Đây thành phẩm đã sản xuất ra với kẹo này. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, đẹp và tôm tắp. 10 viên như một luôn. Đấy, hàng không vía, không phải qua xử lý gì hết anh em nhé. Đấy, nó sẽ phải xử lý nhưng xử lý giai đoạn cực kỳ ít. Đấy. Thì đấy là giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại giúp em nhé.